Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2019. Lúc bây giờ là 9 giờ kém 17 phút. Tôi đang đứng cạnh cây sà với thằng nhỏ đây. Thằng nhỏ nó kêu, nó giới thiệu với tôi là cây sà này tế nhiều lắm, mà sà rất chua, nhờ nó ăn không được. Tụi nó hế đi bón, nó phỉnh mấy người ăn chua đó, bón, phải không? Ê, nó phỉnh được mấy người ăn chua đó, họ tìm chua cái nó bón, thấy trừ bữa nay thấy té. Không biết theo lời của thằng nhỏ này nó nói là có hay không thì là nó sộ tôi biết gì, tôi không biết, nhưng mà nó nói vậy đó. Còn cây mít của nhà nó thì họ mua ừ, mà nó không bón nước lên chứ. Mà đăng phim gì mà nó vậy? Đăng phim là phải phim nào? Phim này cũng như là con vô trong phim này nè. Nhà đại hội nó cũng bảo đây là con. Ê, điện thoại là mình đưa vô phim, mình chiếu lên màn hình TV. Cũng như con coi phim trên TV đó. Trời ơi. Cái nhỏ này nó ức ráng phim lá mà dạy mà nãy giờ nó thề vậy. Mà không biết nó nói thiệt, nó nói giỡn, nó kia mít gì. Thì mấy người mua mà nó không bón. Ừ. Còn cây xà thì nó bón, nó phỉnh mấy người ăn chua bón thấy rồi chứ chua quá. Này không thấy. Còn nó có con gò biết không, nó có gò nồi, nó nói vậy mà nó có không biết vậy? Có gà. Ê, nó cũng đó, đó lắm. Gò đó đó, nó cứ nói đi. Nó to đi, để vô đó, kêu nhờ con có con gò đồ vô chỗ đó. Nhà không có con gò đó. Ừ. Thấy không, nó đã giới thiệu rồi đó, các bạn thấy không, nó có con gò đó. Đây là gò gò đó, gọi là gò nồi đó các bạn. Con gò phải 3 ký mái à. 3 ký mái, 3 ký rưỡi rồi vậy à, 3 ký rồi trả lại nhà với em đó. Rồi gò tờ nên nó giới thiệu đó là nó có con gò đó mà nó không chịu, biểu nó bác kêu làm thịt nhạo mà nó không chịu, nó kêu để đó đây mà giờ nó nói vậy mà không thấy con gò nó, mà con gò nó giờ đang đứng uống nước kìa, cạnh một cái cây rơm đó, nó gò trống của nó uống nước, chắc các bạn thấy không biết gì, đang đứng trên cái bờ đồ không thấy nổi đâu, tôi giờ mát mũi cũng không thấy. Đeo kính này mà dài mà không đeo kính nữa chắc không thấy luôn á các bạn. Có gì không?